Trời ngó kìa. Trời ơi, có cô gái tí hon kìa. Tí chợ phải à? À, chào chú. À. Đường đó đổ đổ tắc. Chứ không đi thẳng luôn kìa được. Giỏi lắm. Anh nhỏ nhỏ vậy chứ giỏi lắm. Dạ, giỏi lắm. Vậy đó mà sinh hai đứa con á ngon lành á. Nhỏ có bỏ, nhỏ có bổ quá. Ờ, bác... chào bác sĩ nha. À, bác sĩ. Anh ngon anh. Ờ. Ở đây kiếm bác sĩ khám bệnh giùm. Bây giờ bác sĩ. Khoan đây. À. À. Dạ. Anh ngon nhau rồi. Được. Nhận trên hải quay lên cao lắm mà sao về đây là rút giữ đi chờ. À, đằng sau chợ đúng rồi. Anh chạy lối đấy được. Anh khỏe không? Dạ. Anh khỏe không? Dạ. Dạ. Vâng, em nhâm nhận. Chú đó. Rồi, nó kêu anh được rồi, kêu chú già quá. À. Trời ơi. Sao đi chợ hả? Đi mua gì vậy à? Dạ, em rồi mua cái đồ. Anh đi vào nha. Rồi được bạn ngoài này đó. Hôm nay cháu bác Thái đi với anh được không? Đấy. Đi lên nha, đi lên thăm bé Hi. Hả? Thăm Hi. À. Dạ. Anh đi với anh thoải mái với thoải mái hả? Dạ. À. Ừ. Sao mấy bữa đi bán buôn như được không em? À. Hôm nay có anh ở bên Mỹ về đi lên thăm hoàn cảnh của bé Hi. Nên là nói là ghé thăm em chút với lại đi lên với anh Thái không? Dạ. Lên với anh Thái, anh Thái lên cộng bé Hi đi chứ giờ bé Hi đâu. Bé Hi có cái chân nó mà cặp chân nó rồi mà. Chưa, chưa đó được. À. Sao gần đây bán cái gì đây? Em bán bột sắn dai với nước tương. À. Nước tương lưu bàn hả? À. Với rong biển rồi. Rong biển hả? À? Này thanh rong biển này hả? Thanh rong biển. Này, ngon này hả? Ăn ngon lắm anh. Dạ. Nghe là cái nước tương ngô bàng anh hả, làm bằng đậu đen à. Dành cho người ung thư rồi ăn tốt kìa. À, dạ. 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 Cái nước tương tốt cho người ung thư. Em ăn ngon quá cái em bán luôn hả? Sáng dài ngon quá cái em lấy về em bán luôn á. Dạ. Còn gì cà phê gì đó ý là dạ. Cà phê à? Cà phê linh chi dành cho những người tiểu đường ung thư rồi uống được á. Dạ cà phê ngon quá anh. Dạ giỏi hì. Anh thấy nhỏ nhỏ mà giỏi không anh? Bán hàng rồi thấy đi xe rồi thấy ghê gớm. Ngồi đây anh chạy ra nhận hàng đấy. Nhận hàng gì đó hả? Cắm đi, anh có thấy đường không anh hả? Rồi cắm đi, cắm rồi sáng không? Ui trời, sáng chua này. Ồ, bà đây con mặc âm đấy hả? Hay là chưa gửi đây? Dạ. Còn đấy hả? Dạ. Anh kéo lên thăm em, anh gửi cho em 100 bộ đồ ăn ha. Trời anh ơi. Không nhiều nha. Thì anh về anh làm răng đó. Nó có giới hạn, nó không cho đem nhiều. Ờ. Đem cho đem có 5.000 về mà về đây mình xài cái với là trả tiền răng hết tiền luôn. Dạ. Thì sao về em có dịp mình ghé thăm em. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Để cho em mua mua đồ ăn nha. Khỏe. Nghe không? Trời ơi. Anh đứng chụp với mấy hành tấm ảnh được không anh? Dạ. Hôm nay thì trời ơi dễ thương quá. Trời ơi, để từ từ em lấy điện thoại này em chụp luôn. Hãy chụp cho anh này, em lấy điện thoại anh em chụp mới vui này. Điện thoại ai? Hay là em lấy em chụp xong rồi em gửi qua cho anh ha. Ra gần đây, ra gần này. Rồi, gần rồi. Oh wow 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 wow. Sao cái chừng này thôi hả trời. Để quý vị thấy này có chút chút. Rồi ok anh. Quá đẹp luôn. Cái này mặt ông hả? Mặt ông này mặt ông lấy từ cây. Dạ, từ trong núi. À. Ủa, anh ở bên Mỹ bay về đây mấy tiếng đồng hồ mới đến đây à, mấy chục tiếng mà thôi. mấy chục tiếng đi với chờ không à, chắc cũng cỡ gần 30 tiếng còn bay thì hai mấy tiếng tại anh ở miền Bắc còn Cali qua đây nữa lẹ ha. Cali bay đây có 17 tiếng. Dạ anh về đây lâu không ạ? Không, anh về đây được tuần rồi, tuần sau anh về. Nó tuần sau chứ còn có mấy bữa về rồi. Anh ở đây 2 ngày. Dạ. Ờ với lại Sài Gòn 2 ngày cái anh 3 giờ. Dạ. Mới gặp cái Hạnh đây ha. Bữa rồi anh lên thăm Hạnh đó. Anh thăm Hạnh là có chị Mỹ Hà. Dạ. Để coi lại cái tên đúng hay không chứ gửi cho Phúc Triệu này. Chị là chị Mỹ Hà ha. Dạ.
gửi cho em của Hạnh đó là Phúc á. Có một bữa mà anh lên nhà đi dẫn cô lớn cô nhỏ lên quay cái là chị đó vậy thấy á, gửi cho Phúc của em này. Phúc của Hạnh cũng bị khuyết tật cái tật. Cảm ơn cô đã... chị nó chị hình như chắc cũng nhỏ hơn em á. Cảm ơn chị đã gửi tiền cho em trai của em ạ. Em thay mặt em trai cảm ơn chị rất là nhiều, em chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi vậy nha. Dạ. Lâu nay Hạnh bán hàng ở chung cũng chắc cũng ít bán được đúng không? Dạ, ít bán được ít anh, với lại ít livestream nữa anh kìa. Ừ. Dạ. Trời ơi, ung thư mà giai đoạn cuối đó. Bây giờ sao? Dạ thì cũng duy trì vậy, con cũng dạo này em ít livestream tại vì là em đang tìm cái đọc sách với tìm hiểu những cái phương pháp để mà về xương đồ á, áp dụng về xương cho nó đỡ nhất cái anh Hải vậy. Áp dụng nhiều thứ á. Nên là để đang tìm hiểu nên là hay sáng là hay đọc sách với nghe đồ họ nói họ bài cái chị á, mình áp dụng thời gian để xem thế nào á. Cho nên ít livestream á. Dạ. Đó là đẹp quan chút. Dạ. Con cũng em cũng cố gắng vậy đó. Lạc quan chút được rồi. Cái bệnh này lạc quan là nó sống nổi. Dạ đúng rồi. Em thấy là kiểu như là những người mà hay bị bệnh tâm thần đồ ngoài đường, họ đi ngoài đường ngoài đồ anh kìa, mà họ chẳng bị bệnh gì hết là tại vì cái đầu óc họ không có cái sự suy nghĩ. Còn như nói lạc quan là nó sẽ chiếm được 80-90% rồi. Em nghĩ vậy, em bên Thái đi ngoài đường là nghe thấy là mấy cô cái gì hay bị bệnh đi ngoài đường mà sao bao nhiêu năm em mười mấy năm nay em gặp lại không bệnh cảm hay gì trơn á, em vẫn thấy còn khỏe mạnh chẳng bệnh gì hết. Mà sao những người như mình lại suy nghĩ nhiều lắm lại bị bệnh đủ thứ ấy nghe. Đó chính cũng là cái tinh thần. Em uống một phần nhưng mà tinh thần nó quan trọng nên là em cố gắng vậy đó. Mà, em đừng suy nghĩ quá, em bị tâm thần như cô Minh. Đó rồi ba kiếm bác sĩ gì? Ôi bị tâm thần đó. Dạ. Bác tên gì bác? Con Thái á. Kêu bác đi Thái là dùng bác đi nữa. Như cô Minh bây giờ của trẻ hồi nó cũng suy nghĩ qua bị bệnh thôi, nhưng mà bây giờ của cũng đâu có bị bệnh gì trong con người của rụt rúng đồ gan rúng đồ cũng đâu có bị bệnh gì đâu. Đúng rồi. Đúng không anh? Nhưng mà em nghĩ là như cái em kia ba tinh thần mình không có suy nghĩ gì hết thì mình sẽ không có bị bệnh gì hết. Trong lạc quan chứ. Bạn của bác Hạnh mà thời xưa là đi hết trơn rồi đúng không? Dạ. Mấy người hết. Dạ. Mà em thấy là em may mắn là em cũng là tự an ủi mình cũng cố gắng vậy đó anh kìa. Bệnh thì ai cũng có cái bệnh hết, nhưng mà mình cố gắng lên, với lại em nghĩ rồi ai cũng rồi cũng chết hết. Em mấy hồi em suy sụp lắm chứ, nhưng mà em nghĩ rồi ai rồi cũng sẽ có một cái chuyến đò đi hết, cho nên là cũng chết hết, cho nên là thôi mình cứ sống vui vẻ vậy đó. Được ngày mua hai ngày đó bên chồng bên con của mình vậy đó, nên là cố gắng tìm mọi phương pháp, nói chung là còn nước còn tát vậy đó. Dạ chứ không bỏ cuộc. Nên cố gắng vậy. Để cho bác Thái cộng thêm vài chục năm nữa bác Thái à. Bác Thái đi chơi luôn với em nha. Đi lên bé Hê ở quận ấy đó anh. Anh về thăm bé Hê. Bốn năm tháng rồi vậy? 4-5 tháng anh. Cả năm rồi chứ. Của Hê như bằng tuổi em hay là lớn hơn em vậy anh? Bằng tuổi em á. Bằng tuổi em à? Anh cũng ở bên Mỹ về anh thăm bé Hê đây. Ở mua xe thì cho bé Hê đi đó mà. Mua xe gì? Ủa anh mình mua xe gì anh? Bé Hê đi xe gì anh? Còn một cái nhưng mà còn cái ghế đâu. Cái ghế gì anh? Hai. Đâu cái thùng này có ghế luôn mà. Không. Còn một cái thùng nữa. Ủa còn thùng nữa hả? Còn một cái hai cái ghế trong đó nữa. Trời ơi thiệt lắm hả? Để cái này cái máy không à, đâu có gì trong đó. Xe cái gì vậy? Xe thôi. Ồ vậy đó hả? Thôi đi lấy thêm lại đi. Rồi chút xíu đồ quên là chết luôn. Đó còn trời ơi. Nó để gọi cho nó hỏi nó coi. Ai trời ơi, vậy đâu em tưởng đâu có một mình này chứ. Có dạng em là hai, tại cái này là một cái máy riêng của nó thôi. Ồ vậy hả? Cái này là cái gì anh? Cái xe mà xe. Đứng lên là chạy luôn anh hả? Cái này người có chân thì đứng, còn người không có chân thì người ta ngồi. Ngồi lên đó hả? Để xuống cái gáp lên rồi biết à. Cho bé Hê chạy đây. Hồi nào mua cho bé Hê xe như thế này được nè. Bé Hê vậy? Hả? Chế cho cái xe như của em mà to hơn là đi trước. Xe này chạy ngon quá chứ. Đi đâu cũng được hết. Xe điện bây giờ người khuyết tật họ đi xe điện nhiều anh, xe điện ba bánh á.
Nhìn vậy tư tư trẻ vậy. Mấy bữa đi bán cái nấm này được không? Hồi trước thấy nấm này bán được nhiều lắm đúng không? Bán vừa đầu đó cô nó bỏ mua ký ra nó trỏi về là đó. Đó hả? Cái cầu nó chứ không lò về được mua mấy chứ nhá. Em đang uống nấm đó mỗi ngày. Dạ. Có giờ chỉ có xì dầu với ăn với lại bột sắn dai cho mát mùa hè anh vậy. Vài bữa nữa anh đi tour về cái anh qua thử cái hater sao đi. Dạ. Còn cái mật ong này là chưa gửi hay là dạ, mật ong đó là mới mới đem ra hả? Mới chị hai mới đem ra đó anh ạ. À. Em được mấy lít chứ. Dạ. Hôm nay Bảo với lại bác Thỏ đi học đấy hả? Dạ. Đi học hết rồi anh. Thứ hai là cũng đi học đấy. Anh thấy lớn quá hả? Em đang mừng Hải. Quay ở ngoài thì thấy, ở trong thì thấy cũng to mà ở ngoài luôn mà có xíu xíu đấy. Anh kia ở ngoài có xíu xíu. Ờ đây hả? Dạ, chào anh nha. Là ông vợ ghé đi chứ không đi mấy ngày rồi. Ở đây cho may mắn cho ôm lại. Ờ ôm cái cho may mắn đi. Ôm nó không may mắn đâu. Đi xuống rồi nhớ nữa, bên nào bên này nhớ bên kia nhớ bên này. Đó thì thấy vác xe cho mấy hè kìa. Trời ơi cái xoài đỏ của anh Thái ơi. Ồ. Đã hả? U trời trời trái không nữa. Ồ. Trời ơi quá hử. Trời có trái chín rồi kìa. Ồ. Dạ. Cái này mà gặp Hiền ở gần gần đây anh Thái hả? Hôm nay Hải cùng với lại bác sĩ Thái lên thăm hoàn cảnh của bé Hê ở Ba Tơ của Ngãi quý vị. Bây giờ thì đang chuẩn bị đi lên đây quý vị ơi. Dạ, bé Hê mà bị mắc hai cái chân quý vị, bị chồng bỏ rơi lúc mà gặp hoàn nạn đó, tai nạn mắc hai cái chân quý vị. Thì hôm nay Hải cũng lên thăm bé Hê chút ha, chia sẻ với cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem nha. Cho đây.